Nhiệm vụ camera nào? Ok. Sô-cô-la bà ở đây. Đẹp không? Cái búa rồi anh. Búa để ngoài xe à? À, chị chơi được chơi. À, đây, tay. Anh ấy bật tạm cái quạt trần cho nó mát đã. Biết rồi. Tất cả mọi người đều đội mũ nào. Anh ấy đừng... thôi kệ nó đội thôi chứ đừng đeo vào cổ làm gì chân mệt. Anh nào đâu nào, bố ngồi vào đây. Anh cái gì mày qua bố ta này. Ôi dồi ôi, chẳng nhìn gì cả, tắt rồi. Bố ơi, bật quạt trần vậy bố có nhìn thấy gì không? À, bố có liệu giữ được không? Tắt quạt trần đi mi nhé. Tắt quạt trần đi mi nhé, anh ấy. Chuẩn bị đi ra bật điện nha. Mi kìa. Yeah. Hát hát nha, chuẩn bị hát nào. Mi nào. Không bật được à? 2, 4, 3, 4, 5. Wow. Happy birthday to you. Điện nè. Mỗi người bật một cái. Wow. Chúc mừng sinh nhật Mi nha. Chúc mừng sinh nhật Mi. Mũ lồng vào, cất đi. Anh ấy lồng hết mũ cất vào nè. Ngày sinh nhật Khánh Mi. Mi cắt bánh kia ra hai bố con cắt bánh nào. À con gì đó. À cắt bánh nào. À cái con này đứa chắc đẹp đấy. Mi kia ra cắt bánh với bố kìa. Ra cắt bánh với bố. Bố để nhiên, bố để nhiên cho nó cắt kìa. Ra đây cắt với bố nào. Ra cắt bố nào. Ra ngồi bên đây mà, ngồi bên đây. Con ngồi bên kia mà. Ngồi bên đây. Đây hai bố con cầm cắt bánh nào. Trời ơi. Happy birthday. Anh đã bật quạt trần được rồi cho má. Trời ơi, đây. Cắt miếng to cho thầy nha. Chị đi tao phải hỏi em là gì? Kìa, miếng đầu tiên đưa cho thầy kìa. Úi dồi ôi, gì yêu nhau đấy. Thì xí nhá. Nào, bố cắt cho Mi nào. Ở đây cái gì đi ăn bánh nhật nhá. Con nữa sinh nhật đây. Đây có con đây. Đây có con đây. Con đây. Con gì? Con gì mổ? À. Quạt số mấy vậy anh? Đuổi ruồi à? Bố xong rồi bố ấy làm sao kìa. Cái này như có thêm mình như dừa ấy. Không kệ che nó cứ ăn đi. Ăn năm sau thóc ăn nhá. Mệt mỏi. Mấy sinh nhật quá. Không được ăn. Mày có khui được không? Ok khui ra nào. Nào khui ngồi xuống. Mi bóc ra nào. Nào lấy ra. Bóc ra xé. Xé ra. 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 Xé
Bố để trồng rồi kìa. Ui rồi. Trồng cái đấy gọn nào cho nó trồng. Đây xẻ ra. Xẻ ra mình xẻ này rồi. Ôi giỏi quá. Ôi cởi mũ ra. Đây. Nóng. Nó dính vào tóc kìa, ghi mà dính vào tóc được con kìa, gỡ ra đàng hoàng. Gỡ ra kiểu gì, anh gỡ đi, anh gỡ. Ui rồi trong rồi. Nhẹ nhàng thôi. Áo. Ok. Rồi. Nào bóc này, cầm này. Cầm này giật ra. Cầm này giật ra. Cầm mũi à? Ừ, ok. Cầm mũi à? Rồi quá nào, cầm mũi xé này ra. Xé ra. Ừ, xé mũi này ra. Xinh nhạt đây. Ui đùi, ui đùi quá. Ừ, xói nốt cái này ra nào. Ui đùi, ui đùi nhờ. Đây. Ở mẹ anh lấy cho cái dao nhá. Cái này rõ bằng bìa cứng không để không cắt được nhá. Ôi chua. Đi chưa? Đây có băng rồi nè. Cụt móng tay rồi. Chị ơi! Chị! Chị ăn đi! Gì kìa? Ăn đi kìa. À ok chị ăn. À. Mi được quà này. À, xin gì chưa? Xin gì chưa? Cháu xin gì? Cảm ơn gì đi. Đây mi cầm đi. Đứa bông của mi. Cháu xin gì? Để tối mà ông ngủ. Tối ông ngủ nhá. Đây đi mẹ để vào chưa? À sẽ tích kem ở kia ra không nó cào má đi. Hết rồi, xé rồi. Ta xé rồi. Kệ nó, kệ nó, kệ lại. Thôi ngồi ăn đi, à, hai gì cháu ngồi đi. Nha. Ừ. Cho tôi ăn với á. Mi nghe cho em ăn với. Em bé thì ăn dưa của mẹ tôi à? Ừ, chứ. Mình thích nhật ngon đấy, làm để ngon đấy chồng. Xoài, xoài. Xoài hay là cái gì nhỉ? Mình thích nhật được 100 đúng không? Ừ. Sao giờ đấy nó làm ngon thế? Hôm thì ăn cái đợt đấy thôi, hôm thì em chê nhỉ? Ăn như đấm mồm. Nước gì đấy? Đây, em thử uống như nào? Nước trò đấy. Chị em mình thử uống nước xem là nó trò nào. Không biết hôm nay nó có đưa cho nhà kia mấy cô giáo không? Nước này là nước gì đấy? À chắc nó cho uống thử để nao còn mua ủng hộ đó đấy. Sô đá nó tan đầy lên rồi. Xoài đây này, xoài với chanh dây. Sô đá nó tan đầy lên rồi. Chanh dây chờ chị tí làm nốt rồi. Chị đoán cái này là miếng xoài. Xoài đấy, uống đi. Hai chị em mình uống. Mi uống không? Không, mi uống được sao? Mi uống gì? Không, mi cứ đừng cho nó, đừng cho nó. Xanh xanh. Uống nước ngọt không tốt đâu. Dạ. Không uống. À. Giờ tao nhớ đá nó ngọt này. Mi ăn mi sô cô la nè. Ờ, mi ăn nhiều gì? Okay. Đây cốc của mi đây. Nước của mi đây. Hôm nay mua dấu à? Hay ở đâu ra đấy? Dấu à? Chắc là cô à? Anh mua thạch cái gì? Thế chắc cô mua quả dấu ở ngay đầu lối đấy. Lúc anh đi em thì có gì thì đã bán được gì đâu mà mua. Buổi chiều các cô buổi sáng anh đi em thì đã bán được gì đâu mà mua. Các con buổi chiều các cô ở ngay ngoài nó bán đầy thì chú gì đây chú tạo đây. Thì buổi chiều nó lấy buổi sáng. Yeah, bánh đổ bây giờ giữ lấy. Anh chỉ mua thêm túi thạch thôi. Ừ. Ít thạch quá thì tôi mua thạch thêm mà. Số các cô sinh nhật mi à? Họ vào lấy cô còn đến chiều hay là chiều họ đưa bánh đến. Mua hạnh đi, mua bánh, cắt bánh. Vô. Đến chiều rồi, họ đưa bánh đến sau. Đi kẹo đến trước rồi, mua thêm hạnh ở đây. Mẹ. Vô. Nhỏ vô để uống của nó. Nhỏ mẹ vô, cốc của mẹ hay kìa. Mẹ vô nào, vô nào, vô nào. 2, 3, vô. Vô. Nhất con gái. Uống đi. Nó làm sao biết nào.
ăn xong tụi mi à ngọt quá nhưng mà con gái kìa thật buồn hai chiếc bánh chị ơi con kẹo ngon hạch hạch dài hạch ấy chị ơi hạch ba lại hạch vô vô chứ giờ chưa hút được xoài cay nhỉ. Chưa hút được đâu, nó bị đọng lại rồi. Đang ăn cô đá nó còn nguyên đấy. Mười điểm. Anh công nước còn nhiều. Giờ đấy nó mở lán bên cạnh đây. Sao em thấy nó đăng ở trên này nào, nó mở quán nước hay cái gì ở bên cạnh đi? Bên cạnh bây giờ đang thử chưa mở, còn bây giờ nó đang ở cái quán lên hết. Không sao. Hai ba sao nấu? À ok, vô. Ê, vô. Sao vậy? Sao? Không có gì không? Nó nóng không? Vợ, các bạn này nó hết người. Trong đó em chẳng đi đâu mấy đấy. Chị em mà chị em ra ngoài thì chắc em chết. Đi cầm nhá. Muốn như giấy xanh nhỉ? Xanh nhỉ? Xanh nhỉ? Chắc thì mình quên thử sữa cho My. Hả? Không quên thử sữa cho My. Vô. Hả? Không sao. Hôm nay mình cứ nhận lợi có hạt điện con. Không thấy mình đòi hai hộp đâu cả. Ăn cái bánh đâu? Ăn cái bánh đâu? Súp lê này không có bánh phủ sô cô la hết. Có cái này là nhiều. Cái này là có sô cô la rồi. Đây không có bánh phủ hết như này chứ. Mi ăn nào. Mi ăn sô cô la. Nhiều sô cô la còn nhiều. Ui. Tôi chết rồi bay ơi. Cái gì vậy? Bị bờ chua. Không bị chua. Em sao nếu tập trung vào đi. Chị ăn chị ăn không? Anh xin lỗi. Nhìn được chưa? Nhìn được đấy thầy áo này, không thể lo. Thế bánh chưa? Hả? Thế bánh chưa? Bánh gì thế? Bánh... Hết rồi, con mua bánh quy thôi. Bánh quy để ăn. Nên... Hết phần gái đấy. Em thông này, thông này, ăn này. Em bảo không cho em ăn à, không mời em à, chị Nhi. Chị Nhi mời em. Vũ Tí. À, Vũ Tí á. Em Vũ Tí á. Em chỉ Vũ Tí à, đấy, chị bảo em chỉ Vũ Tí thôi. Dạt thế nhỉ, xong nhỉ. Được cái bà chị, bà chẳng như là miếng nào mà mồm cả. Bên công chúa của My này kìa. Ô lưu xong một cái nón. Ô cái gì đấy? Đúng không ạ? Cái gì đấy? Nhau biết như nó bỏ cái bánh nhà này ngọt thế.